Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 8 tháng 6 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc. Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra tương đối gian nan. Đối với người đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay làm ăn thì nên hoãn lại. Bởi nếu tiến hành những việc trọng đại vào thời điểm này chẳng những không mang lại kết quả gì, lại còn tiền mất tật mang. Tình cảm. Vận trình tình cảm có tiến triển tốt. Nhờ có quý nhân giúp sức mà mối quan hệ tình cảm của con giáp này thắm sắc hơn hẳn. Đây cũng là thời điểm thích hợp để người độc thân tính tới việc sánh đôi với người ấy. Tài chính, vận trình tài lộc sa sút. Tài chính có điềm báo không lành, do đó bản mệnh nên hạn chế tính tới việc đầu tư trong hôm nay. Cẩn trọng, đặt lòng tin lòng chẩu nên dễ bị lừa gạt bội tính. Tuổi Nhâm Tý không nên mãn nguyện và bằng lòng với thực tại. Con số may mắn số 3, số 25. Màu sắc may mắn màu nâu. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu. Công việc. Vận trình công việc của những chú trâu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Dự báo con giáp này sẽ đạt được những bước tiến nhất định trong công việc. Đối với những người đang theo đuổi đường công danh không có vấn đề, càng lo lắng vì định hướng và phương pháp làm việc của bản mệnh nhìn chung rất hiệu quả. Tình cảm. Vận trình tình cảm kém sắc, tuổi Sửu độc thân chưa có cơ hội để bày tỏ tình cảm với người mình cảm mến do ảnh hưởng của ngũ hành bản mệnh sinh xuất. Đào hoa ảm đạm còn khiến mối quan hệ vợ chồng có những vết nứt không thể hàn gắn như lúc ban đầu. Tài chính, vận trình tài lộc có điểm sáng, nguồn thu nhập được cải thiện, đáng kể mang lại cho con giáp này cuộc sống tương đối dư dả và thoải mái. Cẩn trọng, đừng lúc nào cũng chỉ hy sinh cho người không biết trân trọng tình cảm của mình. Tuổi Ất Sửu, điềm báo có hao tài tốn của do những quyết định tài chính thiếu sáng suốt. Tuổi Kỷ Sửu, không nên để chút lợi ích làm mờ mắt. Con số may mắn số 12, số 5. Màu sắc may mắn màu đen. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi Dần. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Lời nói bộp chộp, thiếu suy nghĩ, dễ gây ra cho bản mệnh nhiều trở ngại trên con đường tiến thân. Chưa kể, kẻ xấu còn lợi dụng điều này để gây ra chuyện thị phi, làm mất danh dự, uy tín của con giáp này. Tình cảm. Vận trình tình cảm không được ấm êm. Hôm nay cho thấy điềm báo gia đạo bất an, có xung khắc và tranh chấp với anh em trong nhà. Đôi bên không có sự nhường nhịn nhau, do chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân mình. Tài chính. Vận trình tài lộc kém sắc. Họa tiểu nhân đeo bám nhắc nhở con giáp này cần phải cẩn thận hơn với túi tiền của mình. Cẩn trọng, nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh họa thị phi. Tuổi Bính Dần, tình cảm sức mẻ vì những hiểu lầm, mâu thuẫn nói tiếp. Tuổi Nhâm Dần, chưa sống đúng với con người thật của mình. Con số may mắn số 20, số 1, màu sắc may mắn màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão. Công việc. Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Cách làm việc linh hoạt, nhạy bén và sức chịu đựng cao giúp cho người tuổi này sớm vượt qua được những thách thức trong công việc. Tuy nhiên, điềm báo dễ có những rắc rối liên quan tới giấy tờ, sổ sách, đòi hỏi bản mệnh phải làm việc chỉnh chu, thận trọng hơn. Tình cảm. Vận trình tình cảm vượng sắc, mối quan hệ tình cảm đang tiến triển theo chiều hướng tích cực và có những bước tiến đáng kể trong hôm nay. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu đã có ý định về ra mắt hai bên gia đình. Tài chính.
Vận trình tài lộc khó kiểm soát do có nhiều khoản phát sinh ngoài dự tính. Cẩn trọng, sức khỏe sa sút thấy rõ do ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết thất thường. Tuổi Tân Mão, gia đạo bất an, dễ có tranh chấp xảy ra. Tuổi Quý Mão, không nên xem nhẹ quan hệ thứ bậc với người trong nhà. Con số may mắn số 7, số 5, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi. Năm của tuổi Thìn. Công việc, vận trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Con giáp này được vận may nâng đỡ nên giúp hạn chế được những các vấn đề rắc rối không mong muốn. Bản mệnh dù không quá xuất chúng nhưng vẫn nhận được cơn mưa lời khen từ cấp trên. Tình cảm, vận trình tình cảm có điểm sáng, người độc thân nhanh chóng tìm được ý trung nhân mà không cần phải tốn nhiều công sức. Tình cảm vợ chồng đang cần được hâm nóng kịp thời, nếu không sẽ rất dễ phai nhạt. Tài chính, vận trình tài lộc không tệ, nguồn thu nhập từ nhiều công việc khác nhau đem lại cho bản mệnh cuộc sống thoải mái và dư dả. Cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ do sự bất cẩn nóng vội gây nên. Tuổi Mậu Thìn, hãy để chuyện tình cảm diễn ra một cách tự nhiên. Tuổi Canh Thìn, hạn chế có quyết định tài chính trong hôm nay. Con số may mắn số 3, số 2, màu sắc may mắn, màu tía, quý nhân phù trợ, tuổi Tý. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ. Công việc, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Sự xuất hiện của thiên ấn cho thấy những người đang theo đuổi con đường nghệ thuật hay các ngành nghề tự do sẽ đạt được những thành tựu vượt trội trong hôm nay. Tuy nhiên, việc ngủ quên trên chiến thắng sẽ khiến bạn hối hận về sau. Tình cảm, vận trình tình cảm lớn dần theo thời gian, tình cảm đủ chín muồi để các cặp đôi tính tới chuyện về chung một nhà. Tình cảm gia đình hòa hợp, ấm êm giúp các cặp đôi có thêm niềm tin và động lực vào tình yêu hiện tại. Tài chính, vận trình tài lộc dễ sa sút, nhắc nhở con giáp này nên thận trọng hơn trong các quyết định tài chính để hạn chế các thất thoát ngoài ý muốn. Cẩn trọng, hành động nóng vội, thiếu suy nghĩ, dễ gây ra nhiều tai họa nghiêm trọng. Tuổi Đinh Tỵ, gia đạo có hiềm khích, mâu thuẫn gay gắt. Tuổi Kỷ Tỵ, không nên trốn tránh vấn đề vì chẳng giải quyết được gì. Con số may mắn số 18, số 9, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ. Công việc, vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều thăng trầm. Thói quen ôm đồm nhiều việc cùng một lúc không đem lại hiệu quả cao, trái lại còn ảnh hưởng tới tinh thần và trí lực của con giáp này. May mắn nhờ có các tinh nâng đỡ mà vận trình có phần tươi sáng hơn. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa, tình cảm lứa đôi ngọt ngào và lãng mạn đem đến cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện cho những người trong cuộc. Tuổi Ngọ độc thân đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Tài chính, vận trình tài lộc vượng sát, dự báo người tuổi này sắp tới sẽ đón nhận nhiều tin vui liên quan tới tiền bạc, lương thưởng. Cẩn trọng, vấn đề sức khỏe đáng báo động, đặc biệt là các vấn đề về hệ tiêu hóa. Tuổi Nhâm Ngọ, tránh động thổ hay làm việc lớn trong ngày hôm nay. Con số may mắn số 4, số 3, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dần. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi. Công việc, vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Tuổi Mùi được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân cũng như mở rộng quan hệ xã hội, từ đó tìm thêm được các đối tác làm ăn lớn. Dù cảm xúc có chút hỗn độn thì con giáp này cũng không nên để nó ảnh hưởng tới quá trình làm việc của bản thân. Tình cảm, vận trình tình cảm ảm đạm, ngũ hành bản mệnh sinh xuất cho thấy điềm bảo có xung đột, mâu thuẫn giữa các cặp đôi.
Chưa kể do cả hai không có nhiều thời gian để cạnh nhau nên sự thấu hiểu cũng giảm đi ít nhiều. Tài chính, vận trình tài lộc đi xuống, kiếp tài mang tới nhiều xui xẻo và vấn đề rắc rối liên quan tới phương diện tài chính. Cẩn trọng, cái tôi quá lớn nên dễ để hòa khí bất hòa xảy ra với nửa kia. Tuổi Đinh Mùi, đề phòng rủi ro phát sinh bất ngờ. Tuổi Tân Mùi, chuyện tình cảm có nhiều điều buồn phiền. Con số may mắn số 18, số 66. Màu sắc may mắn màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi Thân. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Đối diện với những khó khăn trước mắt, con giáp này luôn tìm được sự giúp đỡ kịp thời từ những người bên cạnh. Chính tấm lòng lương thiện và tử tế đã giúp bản mệnh vượt qua được những giai đoạn gian nan trong công việc lẫn cuộc sống. Tình cảm. Vận trình tình cảm ngập tràn vui vẻ. Sự thoải mái, gần gũi và thân mật giữa các cặp đôi là điều mà không ít người mong đợi và khao khát. Tuy nhiên, đừng quá chủ quan mà không chăm chút cho tình yêu này vì nó có thể rạn nứt bất cứ lúc nào. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng cao mang đến cho người tuổi Thân cuộc sống thoải mái và tương đối dư dả. Cẩn trọng, tình trạng sức khỏe tuột dốc không phanh do ảnh hưởng của ngũ hành tiêu hao. Tuổi Bính Thân không nên vội nản chí bi quan trước thánh thức trước mắt. Tuổi Nhâm Thân, tình hình sức khỏe có vấn đề cần lo lắng. Con số may mắn số 8, số 21, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Thân. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu. Công việc. Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tin vui tới tấp trên con đường sự nghiệp củng cố thêm tinh thần của người tuổi Dậu. Rằng là bản mệnh đã xác định đúng đắn con đường tương lai, lại cần kiên trì theo đuổi mục tiêu thì thành công sẽ sớm mỉm cười. Tình cảm. Vận trình tình cảm có điểm sáng, đường tình duyên của người tuổi Dậu có phần tươi sáng, bản mệnh sớm tìm được người thương sau khoảng thời gian dài sống trong cảnh cô đơn lẻ bóng. Tài chính, vận trình tài lộc ổn định, mặc dù không quá dư dả nhưng thu nhập trong ngày vẫn đủ để con giáp này chi trả cho các nhu cầu của bản thân. Cẩn trọng, dễ bị nhiễm lạnh do ảnh hưởng của thời tiết. Tuổi Đinh Dậu hạn chế hơn thua so đo với người khác. Tuổi Tân Dậu, công việc nhàm chán vì luôn đi theo lối mòn. Con số may mắn số 6, số 4. Màu sắc may mắn màu đỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Đường công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở, con giáp này có thể tranh thủ thời cơ hiện tại để tạo nên bước nhảy vọt cho mình. Hoặc khác, nếu có ý định chuyển đổi công việc ở lĩnh vực mới thì nên mạnh dạn tiến hành ngay. Tình cảm, vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Những tin vui liên tiếp đưa tới chuyện tình cảm dành cho cả người độc thân và những người đã lập gia đình. Thế nhưng sẽ có chút bất đồng vào cuối ngày do tác động từ bên ngoài. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ, thổ sinh kim, vượng, thúc đẩy con đường tài chính mỗi ngày một tăng. Cẩn trọng, nguồn năng lượng gần cạn kiệt và đang cần được nạp đầy. Tuổi Mậu Tuất nên nhìn nhận lại bản thân để tìm ra khuyết điểm của mình. Tuổi Nhâm Tuất nghĩ không thông nên làm việc gì cũng khó. Con số may mắn số 4, số 2, màu sắc may mắn màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi Dần. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Do gặp hạn tương xung nên dễ có những ngăn trở tác động xấu tới công việc. Dự báo sẽ có một vài rắc rối phát sinh bất ngờ khiến các kế hoạch sắp hoàn thành thì đổ vỡ giữa chừng.
tuổi Hợi lại phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để khắc phục chúng. Tình cảm, vận trình tình cảm kiểm soát con giáp này đang quá mải mê với công việc và các dự định riêng nên không còn nhiều tâm trí để nghĩ tới chuyện yêu đương. Người độc thân cũng vậy, đang cảm thấy cuộc sống hiện tại là khá tốt. Tài chính, vận trình tài lộc tươi sáng, tài tinh nâng đỡ đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập ổn định, đủ để trang trải cho cuộc sống. Cẩn trọng, cảm xúc thay đổi thất thường và khó nắm bắt. Tuổi Đinh Hợi đem bảo có họa tiểu nhân đeo bám. Tuổi Tân Hợi không nên né tránh các vấn đề rắc rối trong hiện tại. Con số may mắn số 4, số 14, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý.